Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về những chuyến bay cũng như là giá vé máy bay, cũng như tình hình xung quanh về những chuyến bay trong cái thời gian sắp tới khi mà đi về Việt Nam, thì chúng ta cần những cái gì để chúng ta không có gặp trở ngại ở sân bay. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ khi mà đi về Việt Nam thì thủ tục rất là dễ dàng, không có còn khó khăn giống như lúc trước là khi mà còn dịch bệnh nữa. Thì khi mà chúng ta đi á, chúng ta cũng không cần quyền nhiều hết, chỉ cần mua vé máy bay ra sân bay check in là đi, không còn test covid cũng như là không còn khai báo y tế giống ngày xưa nữa. Thì cho nên nó rất là dễ dàng cho tất cả chúng ta. Chỉ cần quý vị xem kỹ trên vé máy bay ngày bay giờ bay thì quý vị có mặt ở sân bay trước 5-6 tiếng trước khi mình đi, thì như vậy nó cho nó an toàn, chúng ta không sợ trễ máy bay nha quý vị. Thì hiện tại bên em đang có những cái vé máy bay giá rất là rẻ đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới để chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán ở Việt Nam cũng như là dịp lễ Noel sắp đến. Nếu quý vị nào có nhu cầu cần tìm những cái vé máy bay giá rẻ nhất thì hãy vui lòng liên hệ em ở số điện thoại 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo nha quý vị. Và có một cái trường hợp, một cái người này không phải là khách của em, nhưng mà một cái người này người ta bị mua cái vé máy bay của hãng EVA. Cô này cũng chia sẻ ở trên mạng xã hội để mà cho mọi người cảnh báo là cái trường hợp mất cắp trắng tại tiền ở tại sân bay Lod. Thì cô này cũng nói là cổ đi cái hãng EVA đi ra sân bay Los Angeles á, để đi về Việt Nam, thì cô có mang theo 10.000 đô trong túi, 10.000 tiền mặt đó quý vị. Thì mọi khi cô này cổ đi cổ vẫn mặc bọc cái tiền ở trong túi quần của cổ bình thường, nhưng mà khi mà đến cái máy an ninh á, thì cái nhân viên an ninh yêu cầu cổ phải moi tiền ra rồi bỏ lên cái khay, lên cái tray mà hớt chạy qua máy đó. Thì cô này cũng lấy ra 10.000 đô thì cũng chia đôi ra, cũng chia đôi ra thì cũng bỏ lên cái khay để mà cho nó chạy qua cái máy. Thì khi mà cô chạy tiền nó chạy qua bên kia cái máy thì cô còn bên đây thì cô đi qua sau. Thì khi mà cô ra ngoài thì cô mới phát hiện được số tiền của cô đã mất rồi. Thì cô mới báo cảnh sát liền ngay lúc đó luôn. Thì lúc đó nhân viên an ninh và cảnh sát người ta mới nhìn lên máy camera, người ta mới phát hiện ra một cái người đàn ông Ukraine á, cái người này á, đã lấy cái số tiền này và đã ra sân bay và đã lên máy bay lúc mà họ dí heo á, thì cái máy bay nó đã bay rồi. Cho nên quý vị cảnh báo tất cả quý vị á, là khi mà quý vị mang tiền đi về Việt Nam, quý vị hãy hết sức cẩn thận. Khi mà đến cái chỗ mà cái máy quét của an ninh á, người ta kêu mình tất nhiên lúc đó người ta cái kêu mình cởi áo ra, cởi cái áo khoác ra, giày dép cởi ra, thì chúng ta có tiền trong người á thì chúng ta nên để vào cái giỏ sách của mình, cái túi xách tay của mình á, hoặc là cái ba lô mà mang theo của mình á, bỏ trong đó để cho nó chạy qua cái máy, chứ chúng ta không cầm tiền bỏ ra cái tray. Chúng ta nhớ là không cầm tiền bỏ ra ngoài, rất là dễ mất người khác, ta chỉ cần để đồ của người ta lên người ta lấy mình đâu có thấy. Cho nên nó rất là dễ bị mất tiền, quý vị cẩn thận nha. Cái trường hợp này rất là hy hữu, mà ít khi em thấy, lần đầu tiên em mới nghe cái việc này. Tất nhiên là tiền mà tất nhiên qua cái máy soi an ninh là người ta bắt mình lấy ra hết để chạy qua cái máy để người ta kiểm tra, nhưng mà quý vị phải nhớ cái số tiền mình lấy ra khỏi người mình là phải bỏ vào trong túi xách tay của mình, nhét thẳng vào cái đáy của cái túi đó, nhét kỹ vào bên trong, bỏ xuống dưới cái đáy túi luôn,
bỏ vô cái đáy vali của mình, nhét tuốt ở dưới, không ai dám thò tay vô trong đó lấy của mình hết, là mình chỉ quản lý cái túi của mình thôi. Mình qua cái máy an ninh xong rồi mình kiểm tra tra lại, mình ngồi tại chỗ mình kiểm tra lại hành lý của mình đầy đủ hết, đủ là đi thôi, chứ không lấy tiền bỏ lên cái tray. Nhớ cái cô này cổ bị mất tiền là tại vì cổ lấy ra khỏi cái túi của cổ xong rồi cổ bỏ trực tiếp lên cái tray luôn. Thì khi mà cái tray nó chạy qua cái máy, tiền nó qua rồi là cái thằng bên kia nó nhìn thấy là nó lấy đi luôn, chứ nó không có để, cho nên chúng ta xui xẻo gặp đúng cái người tham lam là nó lấy tại đó luôn. Cho nên cái cô này cũng mất trắng 10.000 đô tại đó. Thì có báo cảnh sát người ta nhìn thấy, mà cái chuyện đó họ có điều tra hay không, họ bắt cái người kia hay không mình không có biết, nhưng mà trước tiên là thấy là mình gặp rắc rối. Và sau đó cái cô này phải ở lại trễ máy bay luôn, ở lại để mà nói chuyện với cảnh sát, báo cáo cho cảnh sát, cho nên mất thời gian không kịp chuyến bay là coi như mất luôn cái chuyến bay đó, không bay đi được luôn. Cho nên quý vị hết sức cẩn thận khi ra sân bay, tiền bạc giấy tờ chúng ta mọi thứ phải bỏ trong cái túi hết, cho nó chạy qua máy soi an ninh, chứ chúng ta không lấy ra khỏi, tiền người ta không có yêu cầu mình lấy ra khỏi người mình hoặc túi mình để mà bỏ trên tray, miễn sao mình bỏ trong cái túi nó chạy qua cũng được, chứ không cần thiết phải bỏ tiền lên cái tray, quý vị nhớ nha, để mà mất tiền một cách oan uổng giống với cô này. Thì em xin giới thiệu đến tất cả quý vị là hiện tại bây giờ bên em có những cái vé máy bay giá tương đối rất là tốt để mà giúp quý vị đi về Việt Nam một cách tiết kiệm nhất. Quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên em nha quý vị. Sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất từ chối di sản thừa kế các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích ở đây, cái dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế là khi quý vị có một bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị có thể lái xe ở Việt Nam được. Và cái bằng lái xe quốc tế này nó sẽ có giá trị là 10 năm và lái xe hai bánh bốn bánh luôn nha quý vị, rất là tiện lợi cho chúng ta đi về Việt Nam lái xe. Cái bằng lái xe quốc tế thì mình lái được ở Việt Nam và lái được rất là nhiều nước trên thế giới nữa, và rất là tiện lợi nha quý vị. Nếu ai có nhu cầu làm bằng lái xe quốc tế để về Việt Nam lái xe thì hãy liên hệ em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Anh xin nhắc lại số điện thoại 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo giùm em nha quý vị. Và xin cái bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Bên đó thì có nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về chi trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, đã mở văn phòng ở Sài Gòn. Hiện tại bây giờ bên em đã có văn phòng tại Sài Gòn rồi nha quý vị. Có tổ chức những cái tour du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Canada, tour du lịch từ Việt Nam đi du lịch các nước Đông Nam Á, có dịch vụ xe đón ở sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ, cho thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn. Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ em mới vừa giới thiệu trên thì hãy vui lòng liên hệ ở số điện thoại là 714 244 8834. Em xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Số điện thoại của em 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối Zalo cùng em nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.